chào mọi người mình là phúc và chào mừng mọi người đến với tập 22 của Genki Challenge lần này hôm nay là 30 tháng 4 ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước mọi người đã đi đâu chơi chưa nhỉ riêng mình vẫn đến với những công việc hàng ngày thôi giả lập 3 tiếng đã xếp hạng một với một năm trận à mà đừng quên nhận ép vip để có thể đem về cho mình những phần quà giá trị nhất nhé và đây là tất cả những gì mà mình nhận được cùng xem hôm nay sẽ có gì nào BP thu gom được là 845 triệu, cầu thủ mở ra tuy nhiều nhưng thật sự là không chất lượng. Tổng của ngày hôm nay mình gom được cũng 1 tỷ 5, 1 tỷ 6 rồi. Có một sự may mắn, rất may mắn luôn là hôm nay mình vừa lên được tin ăn 2. Ôi rồi ôi, với một đội hình 30 tỷ hơn một xíu thôi mà đạt được một cốc móc như vậy. Thật sự đây là một sự bứt phá bản thân quá lớn đối với mình rồi. Và hiện tại, đội hình bạn chỉ giá bao nhiêu, đang ở gian gì, cùng bình luận cho mình biết nhé. Quay trở lại với đội hình thì hôm nay có một chút thay đổi nếu J. 0 mùa sẽ đã khó quá, thôi thì chúng ta sẽ đổi qua một mùa khác dễ chèn hơn rất nhiều nhé. J. không mùa 2HR sẽ là cầu thủ được thay thế chấn giữ bên hàng lăng cánh trái lần này. À, và giờ gì xét của chúng ta sẽ là chặn 00 đến 30. Nếu ai vẫn chưa biết chặn 00 đến 30 là gì, hãy vào xem clip mình đã ghim ngay nhé. À, có một vài bạn thắc mắc nhé, tại sao mình lấy tên là phúc Zola nhưng trong đội hình lại không có Zola? Đơn giản thôi, vì Zola đã xuất hiện ở cái tên mình rồi nên không cần thiết trong đội hình này nữa, hợp lý không nhở? Thôi nó xạo xạo thế thôi chứ hiện tại chưa có tiền Nếu như có thì chắc chắn rồi Zola mùa anh cần sẽ là cái tên xuất hiện tiếp theo trong đội hình lần này à, Và vẫn có nhiều bạn xin chiến thuật của mình đã thử Thì đây, một chiến thuật được mình áp dụng từ lúc mới bắt đầu chơi FIFA Loan 4 đến giờ Chắc có lẽ sự không thay đổi về chiến thuật cho hợp meta vẫn là một lý do nào đó thuyết phục mình luôn các cổng cấp thế giới. À, đây nữa còn chiến thuật đơn nữa. Do là một người thích sự đơn giản nên chủ yếu mình sẽ chỉnh cho ba tiền đạo thôi. Tất cả cầu thủ còn lại sẽ chủ yếu đã dựa trên AI để thi đấu vậy. Hiện tại thì mình vẫn nhận trên cầu thủ cho anh em nhé. Nếu bạn có những con hàng khó bán hoặc bạn đang muốn đem về một cầu thủ nào đó bị phít giá nhưng bạn không biết căn hoặc không có thời gian để căn, cùng liên hệ với mình để có một cái giá phải chăng nhất nhé. Thêm nữa về một chiếc áo Toti vẫn còn năm cái cuối nhé. Nhanh tay đặt hàng để sau một kỳ nghỉ lễ này bạn sẽ sở hữu cho mình một chiếc áo có thể mang đi chơi, mang đi tham gia hoạt động thể thao một cách thoải mái nhất nhé. Và nếu đã xem tới đây rồi, đừng quên để lại cho mình một lượt theo dõi để giúp mình có thể hoàn thành mục tiêu mới là 75.000 lượt follow nhé. Và hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.